Hi, chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu một chiếc xe rất mới cho anh em. Đó là chiếc Ford Mustang EcoBoost 2018. Đây là phiên bản nói chung là tiêu chuẩn của dòng Ford Mustang nhé. Thì xe sẽ có công suất là 310 mã lực, rất là lớn. Và máy sẽ là máy 2.3, có tăng áp xi lanh, sử dụng là 4 xi lanh nhé. Đây là phiên bản mà nói chung là với cái dòng xe Mỹ, nhập Mỹ bên trước, và cái dòng ngựa hoang này thì anh em biết đây là một chiếc xe rất là hầm hố, rất là cơ bắp, đúng là phải dùng từ cơ bắp, đúng với chất của người Mỹ luôn. Với thực ra là với thị trường Việt Nam từ tầm khoảng 200 đến hơn 200 mã lực thì đã rất là lớn rồi. Mà chiếc xe này, một chiếc xe Cooper mà chỉ có 5 chỗ đấy, mà công suất lên tới 310 mã lực thì anh em có thể thấy đâu khủng khiếp và mạnh mẽ như thế nào. Thì chiếc Ford Mustang này thì sẽ có màu đỏ nhá. Thì xe sẽ là đây, bản EcoBoost, bản tiêu chuẩn, cực kỳ là đẹp và nổi bật luôn. Nói chung là đi chiếc xe này mà ra đường thì thật sự là rất là khác biệt. Với cái Ford Mustang, cái phiên bản EcoBoost này thì xe cũng trang bị rất là đầy đủ các cái tính năng cao cấp nhất của hãng xe Ford. Xe sẽ trang bị tất cả các ghế vải nhé, rất là thể thao. Và đây là xe sẽ có 4 chỗ ngồi này. Phiên bản này là bản số tự động, trang bị là màn hình 4.2 kết nối Bluetooth, có hỗ trợ là 6 loa. Đấy. Thì phiên bản này thì đang có mức giá thương lượng rơi tầm khoảng hơn 2 tỷ. Đấy, bản này sẽ có 3 chế độ chạy nhé: Sport, Comfort và Normal. Đấy. Xe thì đang có mức giá từ 2,2 tỷ, nhưng mà mức giá này sẽ có thương lượng. Thì anh em nào mà muốn mua cái dòng Ford Mustang cơ bắp này thì có thể gọi theo số hotline ở dưới để được hỗ trợ tư vấn và lái thử nhé.